Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu nhà sói sẽ có ba em bé ở trong nhà. Em bé sói, em bé Kalia và cháu Phoenix. Khoảng độ 2 tiếng nữa thì chị mình sẽ đưa hai cháu qua đây, tại vì chị bay tối nay. Còn đây, cháu sói đây ạ. Sở thích của cháu bây giờ là cháu biết kéo ghế gần lại bàn, sau đấy cháu trèo lên bàn và nghịch tất cả những cái gì mà mẹ cháu có ở trên bàn. Cháu rất là hư. Tối hôm qua thì đang ngủ, không hiểu sao cháu ré lên. Cháu gặp ác mộng hay gì đó, cháu ré lên. Rồi là cháu không chịu đi ngủ lại. Lúc đấy là mấy giờ? Lúc đấy là 1 giờ sáng. Thế là mẹ cháu phải bế cháu. Đúng không? Sói kia. Không đúng à? Sáng nay thì mẹ cháu mới nhớ ra cái lắc đeo chân mà dì Ngọc Anh tặng cháu lúc cháu còn ở Việt Nam. Nên là mẹ cháu đeo vào chân cho cháu đây. Cháu đang thấy lạ đây. Lắc đeo chân có hình con ngựa là năm sinh của cháu này, với cả tên sói dì Ngọc Anh làm cho cháu đấy. Ôi trời, ôi trời, trông đều quá con ạ. Cái gì đấy? Sáng nay một cái nữa rất là hư. Đây, cho mọi người xem. Sáng nay mẹ cháu cho cháu ăn sáng, không chịu ăn hết. Ăn có mấy thìa thôi. Đây, bây giờ lại đang mò mẫm trèo lên đây. Rafi, down now. Con đi xuống, khẩn trương. Khẩn trương, đây. Mẹ cứ kéo ghế ra xa thì em ấy lại tự đẩy ghế lại để trèo lên. Đấy. Bây giờ đấy. Đây, mọi người chuẩn bị nhìn này. Rồi mẹ đẩy ra xa thì con lại đẩy lại. Không. Không nhá. Không được nhá. Hư vừa thôi. Hư vừa thôi. Gãy đâu gãy tai cái gì? Đừng có giả vờ. Đồ chơi đầy như này ra đây mà chơi. Lại ra tìm kế sách khác. Ồ, còn cái ghế này. Không được. Mẹ nói không là không nhá. Không. Mọi người biết là em còn trèo lên cái ghế nào nữa không? Kéo nốt cái ghế ngồi ăn kia ra nữa. Đấy. Không phải đậu vừa rang đâu. Bây giờ là ghê gớm lắm. Nhớ. Ghê gớm lắm lắm lắm. Không được trèo lên cái bàn đấy à? Lại giả vờ chơi loanh quanh ở kia, lại ra lại đẩy ý kia vào đấy. Thôi đừng giả vờ. Định đánh lạc hướng tôi à? Tôi nhìn thấy anh rồi. Đấy. Tôi nhìn thấy anh rồi nhá. Này. Nào 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 nào. Không được. Bây giờ thì mình sẽ phải xử lý em sói đã. Sau đấy thì mình lại tiếp tục vlog và chia sẻ với các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi tưới cây. Tại vì là hai cái cây trong nhà này thì là khoảng 3 ngày rồi mình chưa tưới. Tại vì nó vẫn còn nước ở đấy mà. Đây mọi người xem này. Cái cây này nó lớn rất là nhanh. Bây giờ nó rất là to rồi. Mà cái cây này rất là hay nhá. Nếu mà nhiều nước ấy thì cái lá, tất cả những cái lá này nó dựng lên. Còn nếu mà nước gọi là ít ít, thiếu nước thì mình sẽ nhìn thấy là những cái lá này nó rủ xuống, nhưng không phải là nó chết nhá, mà chỉ là nó nằm xuống thôi. Chắc là có nước vào thì kiểu như là nó chạy dọc cái thân lá ấy, nó làm cái thân lá nó cứng lên ấy. Đấy mọi người nhìn thấy không? Cây này nó to nhanh lắm ấy. Đây này, một cái chồi lá chuẩn bị ra tiếp này. Một cái nữa bên này này. Đấy. À, còn cái cây ở trong bếp nhá, cho mọi người nhìn. Cái cây ở trong bếp nó có 3-4 cái chồi lá nó mọc lên nữa cơ. Đây em sói kia. Giỏi thế, lại đẩy được cái ghế vào đây rồi. Con làm sao thế nhở? Mẹ nói là con không được cơ mà. Con xuống dưới này. Con rất là troublemaker nhá. Ui. Ngồi vào đây. Ngồi vào cái túi này. Để cho mẹ, để mọi người, để cho mẹ, cho mọi người xem cái cây. Đây, mọi người nhìn này. Một chồi này. Nó sẽ lên như thế này ý, nhờ. Hai này.
ba này. Đấy, ở dưới cái đĩa này nó vẫn còn nước này. Đây, ở đây nữa. 4 5 5 cái chồi liền. Đấy là tất cả những gì mình có thể nhìn thấy bây giờ. À đây, có một cái con xinh xinh ở phía trong này nữa. 6. Lớn nhanh nhờ. Em giấu nghịch với cả gào thét, xong bây giờ thì đang quay ra ngủ rồi. Cho mọi người xem này. Này, lắc chân của em này. Mình vừa làm nail cho, làm móng ấy, sơn móng tay cho dì. Bây giờ dì chạy về nhà để bảo bà nội sang. Tại vì tranh thủ em sói ngủ thì mình mới làm được. Thì bà nội sang thì mình cũng sẽ làm sơn móng tay móng chân cho mẹ. Tại vì là tối nay thì mọi người bay về New Zealand mà. Làm móng cho bà nội với dì xong rồi. Bây giờ bà với dì về chuẩn bị hành lý để chiều nay ba sói sẽ chở cả nhà ra sân bay. Còn bà vừa mới mua cho em sói một đống những cái con thú bằng cao su này để sói chơi, để sói vứt xuống nền nhà là nó không bị vỡ, không bị làm sao cả con nhà. Con ơi, nhìn này, con gì đây? Con gì đây? Con lừa. Con lừa kêu như nào nhỉ? Bê, 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 bê. Nào con xuống đi, con xuống chơi này. Em bò này, em bò kêu mưu, mưu. Xuống đi, con xuống chơi với mấy em mày đi. Nào, đứng xuống đây, nhanh lên. Ai cũng khen là cái lắc chân của em sói xinh nhá, dì Ngọc Anh nhá. Con này, nhanh lên. Đây này, đây này, đây đây, mẹ cho xem này, mẹ em này. Ui, có cả em thọ này. Em thọ xinh quá nhờ. Em thọ trắng xinh che nhờ. Ôi trời ơi, tóc lại dài rồi trên này. Ui trời, ui trời, ui trời, ui trời. Thích không con? Thích nhờ. Thích cá. Giờ này mà vẫn chưa thấy chị mình đưa các cháu sang đây. Mà trong khi đó thì là chị bay cùng chuyến với ông bà, tức là 2 giờ chiều là phải ra đến sân bay rồi, tại vì là 5 giờ bay. Mà bây giờ là 1 giờ. Thế mà chị vẫn chưa sang. Thì không biết là lúc nào chị mới sang đây. Ôi em trời này. Con làm gì đấy? Con cắn em vịt à? Ôi, ôi. Ôi. Cắn thế em vịt đau chứ? Cắn thế em vịt đau ấy. Đau ấy. Mẹ bỏ cái ghế này ra đây. Ôi. Ồ ồ. Ồ ồ. Có biết ở đây là cửa kính không? Đây, mẹ cho nhìn đây này. Đây là cửa kính mà. Sao con lại lao đầu vào đấy? Sao lại ngông nghếch thế? Hả? Lại buồn nụ à? Lại buồn nụ à? Mẹ cho em ăn trưa đã nhá. Ăn trưa xong rồi lại đi nụ. Được không? À, sáng nay thì em sói ngủ cái lúc đấy là 10 rưỡi. Nên là bây giờ thì chắc là em lại buồn ngủ. Mà 10 rưỡi thì là em ngủ qua mất giờ ăn trưa. Nên bây giờ mình cho em sói ăn trưa đã. Sau đấy thì lại cho em đi ngủ tiếp. Nhá con nhá. U tí tí. U tí 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 tí. Đây, chị mình vừa đưa các cháu sang đây rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay mẹ sói sẽ có 3 em bé. 2 em bé bé. Với lại Phoenix là em bé lớn thứ 3. Con nhờ. Em sói vừa ăn uống nên là mình phải thay quần áo cho em ý. Bây giờ hiện tại thì em chưa mặc gì cả, chỉ mặc mỗi bỉm thôi. Để mẹ đi lấy áo cho em nhé. Cẩn thận con. Đẩy xe cẩn thận vào chân em bây giờ. Đẩy ghế chứ, mẹ quên mất mẹ lại bảo đẩy xe nhỉ. Ala bala bala. Kalia. 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 Con quay ra đây. Con quay ra đây. Con quay ra đây mẹ xem nào. Kalia. Con chạy ra. Con chạy ra. Con chạy ra với sói đi. Sói đâu rồi? Sói kia. Làm gì á con?
Không, không được đâu, nhanh lắm, em bây giờ nhanh lắm. Không được đâu con ạ. Mọi người nhìn ai đứa này. Ồ, con trèo vào trong xe. Con trèo vào trong xe. Con cho chân lên. Cho chân lên con trèo vào. Con trèo vào xong anh sói đẩy con đi. Nào, 1, 2, 3. Đúng rồi. Trời thế. Nào con trèo vào. Con trèo vào đi. Trời chê nhờ. Em Kalia này tháng 4 là em được tròn 1 tuổi. Đúng rồi. Trời quá. Anh sói đâu? Anh sói đâu rồi con? Đây anh sói đây. Anh sói lại chuẩn bị ra đẩy ghế để mà trèo lên bàn đây là thế nào đây? Không được đâu anh ạ. Nhá. Không có cái trò đấy đâu. Anh đang tinh vi đấy. Anh đang tinh vi đấy. Con đẩy xe cho em đi. Con đẩy xe em quanh nhà đi chơi đi. Nhà con nhà. Đẩy xe cho em đi. Sói ơi đẩy xe cho em đi. À dế. À dế dế dế. Bây giờ thì là mình sẽ phải gọi là sắp xếp thời gian như thế nào để cho hai đứa ăn, cho hai đứa tắm, cho hai đứa đi ngủ. Tại vì thói quen của hai đứa là hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ của Kalia sẽ đi đến thứ hai mới về cơ, mà hôm nay thì là thứ năm. Thế là mình sẽ có thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Hy vọng là mẹ sói sẽ vượt qua thử thách này. Đây, hai đứa mà cứ chơi ngoan ngoan với nhau như thế này là được rồi. Sói đưa ô tô cho em không thích à? Em không thích em vứt cả đi thế à? Lại đưa cho em, lại đưa cho em. Đưa cho em nhẹ nhàng thôi con. Nhẹ nhàng thôi, em không thích thì thôi. Em lại vứt ra ngoài. Đấy, thấy chưa? Em không thích thì thôi. Một lần thôi. Nào, đây, em Kalia ra khỏi xe rồi. Thì bây giờ sói nhảy vào trong xe này. Hai đứa cứ trao đổi chơi với nhau như thế là được rồi, con nhỉ? Còn đây là đồ của Kalia mà mẹ Kalia mang sang. Đây là áo ướt của em sói vừa nãy ăn uống này. Sữa này, đồ ăn này. Đồ tráng miệng này, bỉm này. Quần áo này. Các cái bình ti ở trong này này. Đây. Bây giờ thì mình sẽ pha sữa cho Kalia. Để tí nữa nếu mà Kalia mà muốn ăn một tí để đi ngủ một tí buổi chiều thì sẽ có sẵn sữa luôn. Sau đấy thì bây giờ thì mới có 2 giờ 15 thôi. Sau đấy thì là mình sẽ cho hai đứa ăn tối vào tầm 5 rưỡi. Rồi tắm cho hai đứa. Rồi chơi. Sau đấy thì cho từng đứa đi ngủ một. Bây giờ thì mình sẽ đi để những cái đồ này vào trong cái tủ đồ ăn đã mọi người nhá. Tự nhiên em Kalia đứng dậy xong rồi bước đi này. Lần đầu tiên luôn. Let's go Kalia. Come here. Kalia. 1 2 3. Come on. Come on. You need to keep Rafi away so Kalia gonna be confident to walk. 1 2. Good girl. Yeah. Nearly there. Kalia. Come on. Come on. You gonna do it? You're gonna make it. Kalia, look, look. Look. Yeah. Not for you, Rafi. Not for you. Come on, Kalia. 1. Woo. 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 Come on. Woo. Mọi người đang cố để cho Kalia đi để xem như nào đấy. Come on Kalia. 1 1. She have to do it by herself, you know. Good girl. Good girl. That's one step. 1 2. Good girl. She step like one leg. 2 step 1 leg. Da di da di da. Is it make sense? 2 step 1 leg. Yeah, like that, that. Eh? Come on, come on, come on, go, come on. Kalia, Kalia. Sói thì kìa. Xuống ngay, con. Rafi, down now. Hey, hey, Mister. You're not allowed to go up here. Down. Go down to play with Kalia. Come on, look. Kalia there. Come on. Kalia there. Come on.
Come on. À, mình vừa tranh thủ cho em Kalia ăn bữa đấy là bữa lúc 3:30 chiều, tại vì là thấy là em ấy đói, chắc là mẹ chuẩn bị hành lý nên là quên không cho em ăn chưa. Nhưng mà mình cho em ăn khá là nhiều, cho em ăn bánh chuối này, sau đấy thì cho em ăn một cái túi đồ ăn của em ấy nữa, nên là coi như là ăn tối. Tối nay thì mình sẽ cho em ấy ăn nhẹ nhẹ cái gì thôi, với cả sữa, sau đấy thì đi ngủ. Nhưng mà mình phải tắm cho em ấy trước đã, tí nữa thì ba xó với lại Phoenix thì lại đi tập, nên là mình phải đợi là ba xó với Phoenix về thì mình mới có thể tắm cho cả hai đứa cùng một lúc. Sau đấy thì tắm xong cho đứa nào thì Phoenix hoặc là ba xó giúp mình lau khô rồi thay quần áo cho đứa đấy, chứ không thể nào mà tắm hai đứa liền một lúc đâu. Sói đây, con xuống không hả? Sói thì chưa ăn gì cả, nên là sói vẫn ăn uống như bình thường. Con nhờ, 5:30-6 giờ ăn tối như bình thường. Nào xuống con, đây có phải là cầu thang đâu. Come on, down now. Go see where's Clea. Where's Clea? Come, come here. Đâu rồi, đâu rồi? Clea đâu rồi con? Đây em Clea đây. Ba sói thì đang tranh thủ ngủ một tí để chiều đi tập. Clea, Kalia. Ya. Trứng ơi. Nha. Nào, ra kiểm tra anh sói lại trèo lên cái ghế. Biết ngay mà. Rafi. Đấy. Mỗi ngày mỗi biết, mỗi ngày mỗi nguy hiểm nhá, các anh ấy nhá. Càng ngày càng nguy hiểm là thế nào? Mẹ sẽ để cái ghế này ra ngoài kia, thế là con không trèo lên được cái gì cả. Không. Hi there. Hi there. Hai Tứ ơi. Hai Tứ ơi. Hai Tứ à. Sắp tắm nên là mẹ cũng không mặc quần áo cho sói sáng nha. Sói, con chui vào đấy làm gì đấy? Nằm ở trong đấy à? Em ơi. Hey. Đây nè 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 nè. Bay. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Hai cái 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 nhảy nhảy nhảy. Kalia nhảy nào. Kalia, Kalia. Kalia. Clap, clap the handy, daddy coming home. Hey, hey, hey. Trông ai đứa này. Sói kia, sao con lại ngồi vào đấy? Đây có phải là chỗ để ngồi đâu con. Đấy là chỗ để đựng đồ mà. Nào chui ra, bây giờ chui ra kiểu gì? Ôi thôi, thôi, tắc ở trong đấy rồi. Thôi, thôi, không chui được ra rồi. Thôi, em mất tự do rồi. Thôi, làm nào để chui ra con nhỉ? Cầu cứu à? Nào ra đây mẹ cứu này. Nào, nào, nào. Đây mẹ cứu nè. Mẹ cứu, mẹ cứu, mẹ cứu. Con phải đi dần ra như này. Cho hai tay xuống. Nào, để mẹ giải cứu. Đúng rồi, thò chân ra trước. Một chân ra, thò ra. Xong chân kia ra nữa. Thò ra xuống đất, đặt chân xuống đất. Nhanh lên, khẩn trương. Đặt chân xuống đất, ai bảo cái tội chui vào đấy cơ. Đây được rồi, trứng nhồi. Lại chui vào thì lại khó chui ra. À đâu có phải đâu nhỉ, em đang cố cho hai chân ra cùng một lúc. Kalia, Kalia, để sói chui ra con. Đúng rồi, chân đấy mới là chân thuận. Trứng nhồi. Ra được rồi. Da đỏ hết cả lưng rồi con ơi. Ra rồi, thôi đừng có chui vào nữa nhá. Chui vào lại không chui ra nữa đâu. Ta 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 ta. Cứ phải cho hai đứa này nó chơi, nó thật là mệt đi. Thì cho nó tắm một cái là tụi nó đi ngủ luôn. Cân nhà. Còn đây là mì ý ba sói nấu này. Ba sói vẫn chưa đi tập đâu. Thank you.
đây, một mình vừa xử lý tắm xong cho cả hai đứa, cho ăn tối này, tắm cho em sói này, xong lại cho em Kalia ăn tối này, xong lại tắm cho em Kalia này, đưa cả em sói vào trong bồn tắm chơi nữa, để cho chơi xung quanh để em Kalia ngồi trong bồn tắm ý. Hai đứa thì đây. Đấy, mọi người thấy hai đứa đều mặc quần áo ngủ vào chơi. Bây giờ đứa nào dụi mắt trước thì mẹ sẽ cho Tuti bình sữa trước để đi ngủ nhá. Có được không? Có được không? Hôm nay thì chắc là em Kalia sẽ ngủ ở trong phòng của sói, ngủ trong cũi của sói. Và chắc là từ bây giờ đến thứ hai là em Kalia sẽ ngủ trong phòng của sói. Còn ba sói có nhiệm vụ là phải tìm cái cũi du lịch của em sói ấy, mọi người có nhớ không? Tại vì lúc chuyển nhà thì không biết là ba sói để đâu. Nếu mà ba sói tìm thấy cái cũi đấy thì sẽ dựng cái cũi đấy lên rồi để vào trong phòng của mình cho em sói ngủ trong phòng của mình. Còn nếu không thì là em sói ngủ trên giường với ba mẹ cũng không có vấn đề gì cả. Bây giờ là 7:10, ba sói với Phoenix chưa về. Ba sói với Phoenix thì phải khoảng mấy giờ nhỉ? 8 giờ thì mới về đến nhà, thì lúc đấy mình cũng đang chuẩn bị nấu cái gì đấy để người lớn ăn, tại vì trẻ con ăn hết rồi. Hai đứa trẻ con thì bây giờ đã ngủ rồi, nên là bây giờ mình đang làm đồ ăn tối cho ba sói với lại Phoenix. Ba sói với Phoenix về tắm rửa với người đang ở ngoài cửa sân phi. Hôm nay mình sẽ làm thịt lợn nướng. Ở đây mình có tẩm ướp để nướng, nhưng mà thôi không nướng mình rán luôn. Có lá rosemary với cả một ít gọi là đồ hạt cây cay của Ấn Độ rắc lên trên này. Với lại ở đây thì mình có ngô để cho mỗi người một bát cho đấy khi là ăn được cơm. Sau ăn tối xong thì mình cũng tắm rửa rồi đi ngủ luôn, tại vì không biết là giữa đêm thì Kalia có dậy vào giữa đêm không, nên là mình phải ngủ để lấy sức. Ví dụ như là cháu có dậy thì mình còn đang quay thì máy hết pin, nên là mình phải đổi pin khác. Như mình nói đấy là mình phải đi ngủ luôn để lấy sức, để ví dụ như Kalia mà có dậy lúc nửa đêm ấy thì mình có sức dậy để mà dỗ cháu quay về giường ngủ. Thế nên là ngày thứ nhất đã hoàn thành và cũng không mấy khó khăn lắm, trừ những lúc mà cả hai đứa nó cùng ôm chân mình không làm được cái gì cả thì mình cũng không thể nào cầm máy được ví lại cho mọi người được. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo các bạn nhé. Tắt máy dừng vlog rồi, thế nhưng mà mình vừa bỏ ngô ra ngoài thì cái ngô mà hôm trước mình mua ấy các bạn có nhớ không, ngô màu trắng trắng ấy, bỏ ra vị với mùi của nó giống y mùi của ngô nếp Việt Nam luôn đây, nên là lại vlog để chia sẻ khoe với mọi người luôn. Còn thịt ý thì cũng rất chín rồi và cơm cũng rất là ngon. Còn bây giờ thì mình dừng vlog thực sự đây.